ngày càng nhiều những công cụ cũng như phương tiện dành cho sinh viên tìm kiếm việc làm, đặc biệt là Internet. Hiện nay, xu hướng tìm việc làm online ngày càng trở nên phổ biến với sự đa dạng về ngành nghề, tiện lợi trong khai thác. Những ngày hội việc làm được tổ chức nhằm mang đến cho sinh viên những tư vấn trực tiếp, cụ thể đáp ứng nhu cầu tìm hiểu về cơ hội việc làm, đặc biệt là sinh viên năm thứ 3, năm thứ 4, cựu sinh viên. Có một cái ngày hội để giúp cho sinh viên tiếp cận với các nhà tuyển dụng, các nhà doanh nghiệp để biết mình đang cần học cái gì, có cái gì và cần bổ sung những cái kiến thức gì để đáp ứng với cái nhu cầu thị trường của xã hội. Các gian trại ở đây thì đều các công ty lớn, họ tư vấn thì rất là nhiệt tình, thu được khá nhiều thông tin bổ ích sau này. Nên tổ chức nhiều ngày hội việc làm như này hơn để giúp sinh viên có cái định hướng đúng đắn về nghề nghiệp của mình ấy. Còn nếu các bạn muốn trực tiếp thử sức trở thành ứng cử viên cho những vị trí việc làm tiềm năng, một sân chơi khác hấp dẫn hơn cũng sẽ dành cho bạn. Người được chọn, chương trình truyền hình thực tế đầu tiên về tuyển dụng nhân sự được thực hiện bởi Ban Thanh thiếu niên Đài Truyền hình Việt Nam. Sân chơi này sẽ giúp bạn được tiếp cận những nhà tuyển dụng, những doanh nghiệp top đầu và có cơ hội trải nghiệm và hoàn thiện kỹ năng nghề nghiệp của bản thân.